1 năm 2024 là ngày kỷ niệm đám cưới 22 năm của anh Thảo và chị Phụng. Mọi người tập hợp ở đây để chúc cho hai anh chị trăm năm hạnh phúc. Sao nữa? Chúc đi nè, chúc đi, mọi người chúc đi. Đâu nói là bao nhiêu năm? 22 năm. Nói rồi. Nhất bài. Thiên đi. Cả đám như là ui u cẩu đâu bây giờ nhấc máy thanh điện các bạn. Không phải, người ta nói ăn đậu phải có voi. Bữa nay kỷ niệm ngày cưới hai năm của hai trẻ của Ngọc Phụng và đưa chị Ngọc Phụng Phụng mai Phụng Ngọc Thảo. Ăn chậu phải đời, có voi mà đêm nay phải có thằng cô voi ra đời. Kêu cái phỏng đây em đưa kêu cái xét cái đi. Giờ mới bay quay quay là bà anh em nó được chứ không phải sao. Quay phim trên này mới thấy. Quay đi. Ủa không? Tự nhiên mở dòng sông ly biển là sao? Tao muốn ăn cái gì? Tao muốn ăn cái gì? À, ăn ngục dầu, tao muốn ăn dầu. Bây giờ mày cứu tao đi đấy coi vậy. Tao bắt tao giật, hoài à. Tại vì hả là nói là bắt tao giật hoài à. Mấy bữa nay tao tốn tiền bác sĩ. Tốn tiền bác sĩ. Không hết giờ hết rồi nè. Không phải. Cho nó giật hoài phải không? Qua kia chứ. Chỗ đó còn giật kìa. Bắt tao giật hoài, tao tính tao được ăn một chồng bất cửa. Có cái clip đào quay ông Thảo mới mở cửa vô á. Đào quá trời. Bởi vậy nó đào khùng gì cũng úp. Nhờ ông đào chưa? Mới có mấy cái phim hay không? Chở được. Đâu cái gì mà mình pin cục pin này. Trà thơm xài. Em ơi. Xài. Rồi, hôn đi, làm lại đi. Hôn nhiều, hôn môi, nút lưỡi. Không, cho cái phòng qua phòng qua bên nhà bê ở đi. Rồi, kết thúc một buổi kỷ niệm ngày cưới quá là vui, quá là ý nghĩa luôn. Mọi người bí mật làm cho hai anh chị. Thanh Kiều, chưa? Để lại nữa. Ủa, nữa mà. Ra được rồi, dọn phụ vậy không sao đâu. Tối về cũng mệt đấy, ai làm cũng mệt hết cơ. Chú đi làm, chú đi làm. Lâu rồi. Chú đi làm chú cũng mệt vậy thôi. Ok, thank you. Rồi, cảm ơn con nhiều. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn. Ủa, bảo mình tết ra đây được. Rồi, cảm ơn nhiều.